Kenapa? Kalau yang jual buat ini. Saya senangnya. Hai. Pak Biyo ini. Ini yang ini ini yang dihapnya. Kan di Ranjau nih. Banyak. Giới thiệu các bạn, đây là bữa cơm của đám hỏi vùng quê các bạn nhé. Chua ngọt này thế nào nhỉ? Rất ngon. Đây là anh trai của Tâm Mao. Tâm Mao. Đây Hải đây. Đứng giả cái dạ bác. Ngồi đây. Thân ngồi đây. Không, cháu không. Đấy, ngồi đây không. À. Ngồi. Quay tí phụ nữ vào đây cả. Nó có. Đưa là về cả mâm đây. Anh gà ăn đi chưa? Đây. Ăn đi. Chỗ này không? Hả? Chỗ này không? Cái chỗ này là các bạn xem thấy hay thì nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh của mình nhé. Kênh của mình là kênh Bất Động Sản Thạch Thất. Các bạn nhớ ấn chuông bên dưới để xem những clip mới của mình nha. Đây là mâm trường. Mình trân trọng giới thiệu với các bạn, đây là bữa cơm của đám hỏi vùng quê Bắc Bộ nhé. Bữa cơm chỉ đơn giản thế này thôi. Kênh của mình là kênh Bất Động Sản Cảnh Thất. Các bạn nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình nhé. Các bạn nhớ ấn chuông bên dưới để xem những clip mới của mình. Thank you.
Mình sẽ quay về trong để xem quay các cụ nhé. Đây là các cụ vừa ăn xong đang ngồi uống nước bàn chuyện. Đúng là một đám hỏi đậm chất quê hương các bạn nha. Rồi, mình xin tạm dừng clip ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo các bạn nha. Các bạn nhớ ấn chuông bên dưới để xem những clip mới của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo.